Xin chào các bạn, lại là mình. Chất đây, hôm nay mình sẽ ghi lại quá trình rút X10 kim cương gọi em thần gió Tornadus về với đội của mình nhé. Mình đã có sẵn 20 mảnh rồi, chỉ cần rút X10 9 lần nữa. Và mình cũng đã tích được 60 phiếu up rồi, nên chỉ cần rút X10 3 lần nữa thôi nhé các bạn. Giờ mình bắt đầu luôn cho nó nóng nhé, để lâu lại nguội mất ha ha. Tiêu 17k kim cương nữa là mình có thêm một em pet hiếm nữa rồi, mong được em mới cho bộ siêu tập hình của mình phong phú hơn. Khi dùng phiếu up các bạn vẫn được tính tiêu kim cương trong chỗ rút pet này, nhưng không được tính tiêu phí nhé. Nãy giờ ra những em pet mình đều đã có, nếu các bạn chơi lâu như mình hoặc lâu hơn mình mà các bạn muốn tăng siêu tập hình là điều khá khó đấy nhé. Vậy là mình đã rút 4 lần X10 rồi, cần 5 lần nữa mới đủ em pet này. Quả lác lác đơ đơ như này chắc được em huyền thoại rồi các bạn ạ, ha ha. Ơ kìa, game 3 chấm kéo dài vô tận lời. Thôi dù sao em này mình cũng chưa có. Tốn thêm 4k 5 xu, sắp nhận được pet hiếm, hãy tiếp tục nào. Ra nhận mảnh rồi, quay lại để cho nó có xíu tâm linh nào. Lần rút X10 này ra pet hiếm đấy các bạn. Eo, ra em Jirachi này mình đã có rồi. Số phận của em nó là được vào viện nghiên cứu 100% thôi. Rút được 7 lần rồi, còn 2 lần nữa là đủ rồi nhé. Em Jirachi của mình đã có và đổi sáng luôn rồi. Mình bị đầy pet rồi, phải ra xử lý cho gọn lại trước đã. Không được thêm em nào mới cả, hình như mình rút đây là lần thứ 8 ra kiểm tra lại cho chắc tầm này dùng đến kim cương rồi.
như vậy là đủ rồi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ làm mới tính cách và gọi pet luôn. Cái reset này tốn kim cương kinh khủng, các bạn không nên ham hố như mình nhé. Mỗi ngày nên reset 2 hay 3 lần thôi. Đây là mình bị cuốn theo độ cay cú đó ha ha. Tính cách này mình thấy ổn rồi nên mình sẽ gọi luôn. Tuần này game cũng cho đổi sáng thần gió nên mình cũng phải liền tay, để vài hôm nữa các bạn sẽ được xem thêm một video nữa về em Tornadus bá chủ này. Thu hồi được 1250 kim cương, cũng là giảm thiểu chút ít thiệt hại rồi các bạn ạ, ha ha. Mình sẽ nâng chút ít thân mật để đột phá skill em này luôn nhé các bạn. Em này chỉ có chiêu nội tại cần đột phá và cũng có mỗi chiêu đó có thể đột phá thôi. Ai mà đen là tốn kém lắm đấy. Ngồi loay hoay một lúc lâu mình chợt nhớ ra phải tiến hóa em Tornadus này về dạng thú mới có thể đột phá skill được. Bảo sao nãy giờ không thấy ô đột phá skill. Để mình xem còn thiếu những nguyên liệu nào còn biết đường mà tích. Vậy là thiếu gương hiện hình rồi, phải mua vài ngày nữa mới đủ được. Mình cũng xin dừng video ở đây nhé các bạn. Rất mong các bạn ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.